chào quý vị các bạn. Khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển về phía nước ta. Dự báo đến khoảng sáng mai, nó sẽ có những tác động đầu tiên đến thời tiết các tỉnh thành ở vùng núi phía Bắc. Sau đó từ khoảng chiều và đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, rồi đến các khu vực ở phía Tây Bắc Bộ. Như vậy là từ ngày mai, thời tiết toàn miền Bắc sẽ có sự biến chuyển, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi như ở tại Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn thì không chỉ có không khí lạnh chi phối ở tầng thấp, mà thời tiết khu vực còn chịu tác động và tranh chấp với hội tụ đới gió Tây đến Tây Nam ở trên cao, nên tại đây thì mưa rào và dông sẽ gia tăng nhanh chóng và không loại trừ có điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to trong ngày 27, ngày 28 tháng 1. Không chỉ gây mưa mà trời sẽ chuyển lạnh, miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ có sự giảm nhiệt đáng kể từ ngày thứ Sáu. Cao nhất ngày thì cũng chỉ đạt tới mức là 23 độ, sau đó trong thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục giảm dần, còn khoảng là 20 rồi đến 19 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14 cho đến 15 độ, cảm giác rét sẽ rõ ràng hơn. Nhưng đây vẫn chưa phải là mức nhiệt độ thấp nhất của đợt này, bởi dự báo xa hơn sang những ngày đầu tuần sau sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh được bổ sung với cường độ mạnh, sẽ khiến cho thời tiết ở Bắc Bộ chuyển rét sâu, nhiệt độ hạ thấp xuống ngưỡng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin về đợt rét này trên các bản tin để quý vị có thể chủ động phòng tránh giá rét. Lui xuống khu vực miền Trung thì gió Đông Bắc ở tầng thấp mạnh hơn về cường độ, tác động với yếu tố địa hình sẽ khiến trời nhiều mây và tăng mưa trở lại ở tại miền Trung khoảng từ chiều tối ngày mai. Tuy nhiên, những cơn mưa rào sẽ xuất hiện rải rác trong những ngày tới với lượng trung bình. Bắc Trung Bộ là những nơi có thời tiết chuyển biến rõ rệt hơn cả, nên nhiệt độ giảm dần. Các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ còn từ 18 cho đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 23, 24 độ từ nay tới Chủ nhật cuối tuần. Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên, phổ biến là trời nhiều mây có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 cho đến 28 độ. Riêng khu vực từ Nha Trang cho đến Bình Thuận, thời tiết còn có thể tiếp tục có nắng vào trưa chiều với mức nhiệt độ khoảng 28 cho đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Thời tiết đặc trưng của tiết trời những ngày cuối tháng 1, ít mưa, ngày nắng. Cường độ nắng duy trì ở ngưỡng dễ chịu tại vùng cao Tây Nguyên, với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ. Buổi tối mức nhiệt độ còn khoảng 18 đến 20 độ, trời mát mẻ. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ lại có thời tiết nắng và hơi oi nóng hơn, nhất là ở tại các tỉnh thành miền Đông với mức nhiệt cao nhất ngày có thể chạm tới ngưỡng là 33 hoặc là hơn 34 độ tại các tỉnh Đông Nam Bộ. Mưa xảy ra không đáng kể, có chăng chỉ có mưa vài nơi vào chiều tối và kết thúc nhanh nên không làm gián đoạn ảnh hưởng tới các hoạt động dân sinh thường nhật của bà con. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc có cường độ trung bình, mạnh cấp 4, cấp 5, thời tiết phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết cuối ngày 25 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.